Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, Y and K Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những cái chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem Y and K Adventure. Hôm nay là ngày cuối cùng tụi mình ở Nam Úc đi chơi, phải là đi bắt ghẹ. Thì đây là cái bữa ăn tối của tụi mình. Cái này là bún bò sao. Xin mời cả nhà nhé. Ăn xong thì tối nay tụi mình sẽ đi ra câu mực, phải là bắt ghẹ bữa cuối cùng, xem có gì không. Buổi đi bắt ghẹ cuối cùng của tụi mình trong cái chuyến đi chơi Nam Úc này. Tối nay thì khác với tối hôm qua. Hôm nay thì là đỡ gió hơn, trời cũng ít mây. Không biết tối nay có bắt được gì nhiều không, nhưng mà chuyến đi chơi này rất là vui, nhiều kỷ niệm. Tụi mình chủ yếu đi chơi là chính thôi. Đấy, chứ còn mình biết là cái tháng năm này thì nó sẽ không có nhiều ghẻ với nhiều mực ở ngoài này. Đấy, nhưng mà đợt này em mình từ Canada sang á, sang đây chơi thăm mình thì chỉ có hơn 2 tuần thôi, cho nên là mình tranh thủ dẫn em mình đi chơi. Thì mình rất là vui trong cái chuyến đi chơi này. Sau đợt này về á thì mình sẽ nghỉ ở Melbourne một đêm, rồi sau đó sẽ đi Sydney cho em mình tham quan để biết thành phố Sydney, rồi đi Lake Entrance để mà bắt ghẹ và là bắt tôm tiếp. Mình đi đợt tháng 5 này á thì hoàn toàn là khác với tháng 12, tháng 1 mình đi là cái câu này nó vắng tanh luôn, chứ còn cái đợt mùa hè mà mình đi á, cái câu này là không có chỗ đứng luôn á, ai ra đây câu. Nhất là giờ này này, sao giờ ăn tối cỡ 8 giờ này này. Wow, đông người lắm mọi người. Đấy, cho nên đi trải nghiệm cũng hay. Đi câu không có ai như thế này thì yên tĩnh, vui. Làm gì cũng khỏe. Mấy cái lồng của tụi mình á, thì đã buộc sẵn cái đầu cá rồi. Đó, cho nên bây giờ lấy ra ném thì dễ lắm. Ném nhanh. Đấy, em mình đang buộc lồng vào cái thanh câu, xong rồi ném xuống thôi cho nó chắc ăn. Đợt này tụi mình đi thì tụi mình chỉ thả 5 cái lồng thôi cho nó khỏe, phách nó cũng nhanh nữa. Mọi người thấy bây giờ gió nó lắng á, thấy chưa, là nhìn thấy đáy luôn á, là nước hôm nay nó trong quá chừng luôn. Đấy. Là nếu mà ghe mà bo vào là ở trên này giói đen là thấy là kẹo luôn á. Đó. Đó thì thường tụi mình đi mà vào tháng 12 đi mùa hè á, mà nước mà trong mà như thế này là bắt ghe sướng cực kỳ luôn. Thấy trong không? Đó. Đó, có một con ghe mới bo vào trong trong khung hình luôn nè mọi người. Dùng vào này. Đó đó, thấy chưa? Thấy chưa? Đó, để mình nhờ em mình vào kéo ghe này. Kéo cái lồng ghe này giúp anh ấy. Đó, đang có con ghe ở trong kìa. Đó. Ủa, chạy ra. Nhìn to mà không biết là có đủ sai không. Wow, mọi người thấy chưa? Đấy. Ồ, hai con luôn. Này, nhìn dưới nước cũng thấy chưa? Hai con luôn. Wow. Đây, vừa kéo lên được hai con này. Đó, con này con đực này. Kỷ yếm này nhỏ. Còn con này là con cái. Hai con mò vào một lúc luôn á. Để bây giờ thử đo thử xem nhá. Nhìn là nhỏ đấy đó ha. Rồi, hai con này nhỏ để thả lại. Rồi. Nói chung đi bắt ghe mà thấy ghe bo vào như vậy cũng hay. Nhưng mà phải nước trong ghe chứ không là không thấy để mà kéo đâu. Đây, tụi mình mới kéo cái lồng này lên là được 4 con này. Mà 4 con này là nhỏ nhá. Cho nên mình sẽ thả lại. Thì trong này có hai con giant crab, vậy là hai con blue swimmer. Đấy. Ê, kéo thử cái lồng này xem có gì không.
Này giờ lâu lắm rồi, mới được một con thôi. Ồ, được một anh chàng con cái. Nhưng mà con này là nhỏ rồi. À, con đực. Nhỏ lắm, bé xíu quá. Để thả lại. Lâu lâu kéo lòng mà có một con cũng vui. Đó, khi các bạn thả cái lông xuống thì để cái dây này cho nó chun nhá, chứ đừng để căng quá nó nâng cả cái lông lên á là ghé nó không vào được. Bên này có một con bé xíu. Mấy con này là giant crab. Đây. Thả lại. Tổng cái thành quả tối hôm nay chỉ được duy nhất một con ghẻ là đúng sai mang về thôi, còn lại là mấy con nhỏ nhỏ là bắt được nhiều lắm, cỡ khoảng 20-30 con nhau, nhưng mà thả lại hết đấy thì bắt như vậy cũng vui, kéo lên mà có mấy con nhỏ nhỏ thả lại cũng vui. Thì hôm nay tụi mình sẽ kết thúc cái chuyến đi dẫn em mình đi chơi South Australia, đi bắt ghẻ xanh ở Nam Úc. Thì ngày mai tụi mình sẽ về lại Melbourne ngủ một đêm, nghỉ ngơi một đêm, rồi hôm sau là đi lên đường đi Sydney để ghé thăm Sydney, dẫn em mình đi chơi ở Sydney luôn. Đó, thì mọi người nhớ theo dõi video, những video tiếp theo về cái chuyến tham quan Úc của em mình nhá. Là tụi mình đã dẫn em mình đi tham quan ở Melbourne rồi, đợt này đi Adelaide với Nam Úc rồi, thì chuyến tiếp theo là Sydney, rồi sau đó là Lake Entrance. Mình mong là những cái chuyến đi tới sẽ có nhiều kỷ niệm vui vẻ cho em mình trong cái chuyến du lịch Úc này.